Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Phong Vlog. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một thể loại mới, đấy là thể loại game. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái game chiến thuật Plants vs Zombies. Đây là cái game này là game rất là đặc biệt, rất hấp dẫn đối với chúng ta. Game này đã phát triển rất lâu rồi nhưng hôm nay thì Phong Vlog mới chính thức chơi game này để giới thiệu đến các bạn. Và các bạn sẽ xem ở trong này rất là nhiều cái đặc biệt nhá. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá. Thắng được nó không?
Trận chiến này thật là cam go, nhưng cuối cùng chiến thắng đã thuộc về mình. Các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký và theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp lại video tiếp theo.